Anh bộ đội về đoàn tụ với gia đình, cứ ngỡ là ngày vui nhưng lại là ngày buồn nhất. Những ngày gần cuối tháng chạp có lẽ là những ngày mong chờ nhất của các anh bộ đội vì được về đoàn tụ với gia đình. Trên tay anh cầm theo một túi đồ, có lẽ đây là món quà Tết anh đã mong chờ bấy lâu để mang về biếu cho gia đình. Thế nhưng vừa mới về đến nhà, thay vì không khí vui tươi mà lại là một bầu không khí nặng nề. Mà ta chẳng thể gặp lại người nữa, và ta nhớ về một chiều mưa. Cứ ngỡ là ngày đoàn viên nhưng lại là ngày đau buồn nhất. Lúc anh về nhà cũng chính là lúc biết được tin gia đình có người mất. Đôi mắt anh đượm buồn, không nói nên lời. Lời cuối cùng còn chưa kịp nói với người thân. Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng. Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể thứ. Không khí lạnh lẽo như bao trùm trong ngày đoàn viên. Cái Tết này sẽ là một cái Tết không trọn vẹn với anh. Sau khi xem xong video, nhiều cộng đồng mạng cũng đã thể hiện sự đồng cảm của mình dành cho anh bộ đội như sau. Chồng mình từng trải qua cảm giác này. Anh đi bộ đội được vài tháng thì bố anh mất đột ngột. Ngày anh về chịu tang, anh khóc như một đứa trẻ vì anh mất đi người anh thương nhất. Mình khóc không thành lời, sao đau quá vậy? Mình rất sợ cảm giác này. Anh mình từng trải qua cảm giác này. Anh đi bộ đội được vài tháng thì bố anh mất đột ngột. Ngày anh về chịu tang, anh khóc như một đứa trẻ vì anh mất đi người thương anh nhất. Trời ơi, tại sao vậy? Ngày về lại là một ngày tồi tệ khiến bạn ấy phải nhớ mãi đến suốt cuộc đời. Thương bạn, mong bạn vượt qua. Hy vọng anh sớm vượt qua được nỗi đau mất mát này. Bạn cảm nhận như thế nào về sự việc này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.